Mến chào bà con đã đến với kênh LTK Bonsai nha. Thì bà con mình đón lúc 12 giờ trưa hàng ngày ha. Thì clip cây cảnh an bình cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con mình trên mọi miền Tổ quốc một số cây kiểng đa dạng và nhiều chủng loại như khế, ổi, nguyệt quế, bằng lăng rừng và một số cây linh sam, cần thang bonsai, mai chiếu thủy và một số đồng rồng đầu đồng cuối clip nha bà con. Cây đầu tiên này em xin giới thiệu đến bà con là một cây khế nha. Khế này chua ghép khế Nhật ha. Rất là già cây nha bà con. Em xin báo chiều cao của cây là 67 nha. Hiện tại cây đang có hoa và trái rất là nhiều ha. Khi đi thì cây nó sẽ không còn giữ được nguyên trái và hoa nha, cũng như là lá già ha. Tán ngang nha. Tán ngang này em báo là 50. Và khi đi thì em sẽ ép tàn vô để tránh gãy ha. Bà con mình lưu ý về bẻ lại giùm em nha. Quanh thân ở đây là 23. Tổng đế quanh đây là 50 nha. Em đo như thế này ha. Rồi cái này khi đi thì em giữ chậu lại nha. Tại vì chậu này rất là dở khi vận chuyển ha. Mà số 1A giá bao phí cho bà con mình là 900.000 đồng nha. Khế chua ghép Nhật ha. Trái cũng vị chua nha. Cây này nó rụng nhưng mà được cái thì nó lên lại rất là nhanh ha. Mã số 2A đây là cũng là khế chua ghép với khế Nhật nha. Em được 2 cây nha bà con. 3 cây nha. 46 là cao ha. Tổng tán là 50. Đây các chi cành nhánh ghép thì cũng khá là lớn nha. Đó, cái này khoảng 2 năm hết rồi. Đây. Thân nha, 24. Tổng đế như thế này ha. 55. Toàn bộ là bó bầu đắp bột dừa đi nha bà con. Cốt cành lớn ha. Mã số 2A. Khế chua ghép Nhật, cây này cũng có giá là 900.000 đồng ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cũng là số điện thoại Zalo hàng ngày liên hệ ha. Đây, cây này lên rất là hoa rộ rồi nè. Cao của cây này là 40 nha. Tổng tán em đo là 60. Mã này là mã 3A ha. Cái này cũng khá ấm tàn rồi nha bà con. Tàn khá đẹp ha. Quanh thân này em báo chuẩn với bà con mình là 19. Tổng bộ đế dài nằm là 23. Mã số 3A giá 800.000 nha. Nhắc lại với bà con mình là cái này đi sẽ bị rụng hoa và lá nha. 800.000 đồng bao phí ha. Không bao gồm chậu nha. Mã số 4A là cây ổi tàu ha. Ổi tàu dáng lắc lượng nha bà con. Tổng tàn là 60. Do quay nhà nên có gì không rõ thì bà con mình kêu em hỗ trợ chụp hình lại cho bà con mình ha. Để khi chúc cây mình được rõ ràng hơn nha. Cao của cây này là 35. Tổng thân nha. Tổng thân hoành này là 16 ha. Đế cây cũng khá đẹp nha. Ổi tàu, ổi kiển á ha. Trái thì bằng đầu ngón chân nha. Mã số 4A. Giá giao lưu không bao gồm chậu là 1.700.000 đồng nha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình liên hệ về số điện thoại của em để đặt hàng ha. 0939700449 nha. Và nhắn tin Zalo em không thấy em trả lời thì mình liên hệ điện thoại giùm em nha. Cây này có chiều cao là 64. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Chiều ngang này là 65. Cốt cành khá già nha bà con. Nguyệt quế thì hoa rất là thơm ha. Hoa màu trắng. Hiện tại cây đang vào nụ nha. Nụ hoa rất là nhiều luôn ha. Đế cây cũng khá đẹp nha. Đây, ở trên đây em đo ha. Là 17. Nói dưới đây là 21. Cây 5A nguyệt quế này có giá là 1 triệu đồng nha. Tất cả chậu xi măng này thì em đều để lại nha. Rồi, cây 6A, đây là linh sam siêu hoa. Hiện tại cây này đang cho hoa nha. Báo trước với bà con mình khi vận chuyển nó sẽ hầm và rụng bông này ha. Cây này có chiều cao là 57. Song hình với siêu hoa luôn nha bà con, ghép ha. Tổng tán như thế này là 60. Đó, hoa lên rộ quá chừng luôn ha. Hoa rất là thơm luôn nha. Cốt cành khá lớn ha.
Thân tại vị trí eo là 14. Phần nu dưới này là 19 nha. Đế cây cũng khá đẹp ha. Bà con mình về sang chậu kiểu giùm em nha. Nằm chậu này cũng lâu rồi ha. 800.000 đồng cho mã số 6A nha. Đó, Linh Sam Song Huynh ghép siêu bông nha. Mã này là mã 7A. Cao cái này là 33. Tổng tán này là 44. Cái này là Linh Sam đao điểm nha bà con. Đây. Thân này là 19 nha. Phần này là 24. 7A này giao lưu với bà con mình giá 850.000 nha. Hiện tại cun tàn đang cho lá non nha. Và có thể là cây nó sẽ dần vào nụ ha. 8A. Cây này có chiều cao là 38. Lượng hoa cây này cũng khá là xiên nha bà con. Ngang là 40 ha. Thân khá đẹp. 18 là hoành thân của cây. Phần dưới đây thì lớn hơn ha. Cây nào cũng có đế hết nha. Và 850.000 đồng cho mã số 8A. Đó, cái này thì có ghép phước hồng nha bà con. Có phần lá hơi lớn ha. Đây, trắng tím luôn nha. Cây này có chiều cao là 38. Tổng tán ngang là 40. Tất cả các cây này khi đi thì em sẽ ép tàn vô xíu để tránh gãy cho bà con mình nha. Về chú ý bẻ lại giùm em cho cây hoàn chỉnh ha. Đây. Thân này tại đây nha, 16. Linh Sam nha, mã số 9A, 800.000 đồng ha. 10A. 10A cây này là Linh Sam Song Huynh nha. Tổng như thế này là 60. Cao em báo là 30. Khá là lực ha. Đây, tại đây là 23. Nới đây là 30. Cốt cành cũng khá ấm ha. Đó. Mã này là mã số 10 nha. Linh Sam Song Minh thì có giá 1.200.000 đồng bao phí ship đến tận nơi ha. Và bà con mình nào ở vùng dịch thì em không gửi được nha. Nhưng phần hơi phức tạp, sợ cây nó đi lâu thì bà con khoan hạ chốt ha. Đây, 56 là tổng tán dài. Cao của nó là 22. Cái này cũng song hình luôn nha bà con. Thân ở đây là 21. Tổng đế như thế này là 28. Bà con mình về sang chậu giùm em nha. Do vận chuyển nên em sẽ hạn chế để chậu cho bà con mình. Về tự sang theo cái chậu yêu thích ha. Rồi cây này có giá 1.000.000 đồng cho mã số 11A nha. Bà con mình lưu ý nhớ mã nhớ ngày giùm em ha. Để tránh chốt lộn cây gửi sai cây so với những clip trước của em nha. Cũng là Linh Sam Song Huynh luôn. Cái này có cái tán ngang là 57 ha. Cao nha, cao là 29. Tàn này khá rộng nha bà con. 12A. Ở đây có vướng cọng rễ nè nha. Cọng rễ đâu không được. Quanh này khoảng 20 nha bà con. Nó vướng cọng rễ phần này nè. Mã số 12A nha. Đây. Đây. Giá giao lưu với bà con mình cây này là 1.000.000 đồng nha. Đến với dòng mai chiếu thủy mã số 13A. Dòng này thì em cũng được giao lưu khá là mạnh nha. Trung nu hết bà con. Cao của cây này là 70. Tổng tán ở phần lớn nhất là 60 nha. Đó, nu thì thân mọc ở thân nha. Một bệ đế ba thân. Cây này khá duyên cây ha. 13A. Đây, hoành thân như thế này em đo xiết 15. Rồi cây này có giá bao gồm phí cho bà con mình là 750.000 đồng cho mã số 13A. Và bà con mình lấy số lượng thì giá có thể thương lượng lại và giảm cho bà con mình ít ha. Đây, cây trung nu mã số 14A. Dáng bay ha bà con. Cây này có chiều cao là 63. Tổng tán như thế này là 58. Mai chiếu thủy hoa trắng nha. Trung nu này thì rất là dễ trồng. Với lại cây của mình thì nó thuần chậu hết rồi nha.
18 là hoành thân của cây này ha. 14A giá giao lưu là 700.000 đồng nha. Bà con mình có để ý thì số điện thoại của em nằm dưới mô tả ha. Bà con mình liên hệ thẳng về số điện thoại đó của em để chốt cây nha. Cây này thì tán cho ra cũng khá đều ha. Cây này có chiều cao là 58. Đây, tổng tán như thế này nha. 75. 15A. Đây, ở đây có một cái nhánh này là nó gãy trước nha bà con. Báo trước cho bà con mình ha. Để khi nhận cây thì mình không có nói là nó ra gãy. 22 là thân chủ nha. Giá cây này thì 700.000 đồng cho mã số 15A ha. Những cây này thì phí ship cũng hơi cao nha. Tại vì đóng cái lồng ra nó cũng hơi là rộng. Rồi dòng này là dòng mai chiếu thủy trung nu nhưng mà kích thước nó hơi nhỏ xíu ha. Em về nhiều kích thước cho bà con mình dễ lựa chọn ha. 50 là cao nha. Tổng tán như thế này là 43. Tất cả các cái cảnh khi mà vận chuyển qua đường bưu điện, hầm cây hay là vận chuyển lâu đều bị rụng và vàng lá nha. Nhưng mà một ít thôi á, chứ không nhiều nha bà con. Đối với cây thuần chậu, đây chính là hoành thân chủ nha. Này hai thân. Rồi cái này là giá 400.000 đồng, giá 10 xà, cây 16A ha. Là tụi em đã bao trọn bộ phí ship rồi. Bà con mình được gỡ ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đúng hàng đúng cây mình đã chốt với em thì mình nhận ha. Cây này có chiều cao là 47. Tổng tán như thế này là 40 ha. Vận chuyển mà có gãy chi tay thì bà con mình liên hệ về số điện thoại của em để thương lượng nha bà con. Đây nhiều hàng quá sợ nó ép ha. 10 là hoành thân của cây này nha. Mã số 17A. Giá giao lưu cũng là 400.000 đồng bao trọn bộ phí ship nha. Tụi em thì ở đây đóng cây cũng khá cẩn thận rồi ha. Rất là kỹ lưỡng. Cây mã số 18A. Cao là 38. Ngang cũng là 38 luôn nha. Báo lại với bà con mình là dòng trung nu nha. Cây này thì có thể phát triển lớn hơn, lớn dần nha bà con. Đây em đo tổng bệ như thế này nha. 13. Và giá giao lưu cây này cũng là 400.000 đồng ha. Bà con mình về tiến hành sang chậu hoặc là ép chậu cũng vẫn được ha. Cây này thì nó rễ năng hết bầu rồi nha. Cây này có chiều cao tương đối là 40. Tổng tán như thế này em đo là 40 luôn. Kích thước em đo thì chính xác, bà con mình ở ngoài hào hào biết được độ lớn của cây giùm em ha. Đây, thân chủ đại diện em báo là 9 nha. Rồi giá cây này cũng là 400.000 nha. 400.000 thì bà con mình chỉ cần thanh toán đủ số tiền 400.000 toàn bộ, không có phí phát sinh gì hết ha. Cây 20A đây là cần thân bonsai nha. Toàn bộ em quay sao thì đi vậy, chỉ có ép tàn tránh gãy thôi ha. Cây này có chiều cao là 23. Tổng tán dài là 40. Cây này em nhắc lại với bà con mình là không có chơi hoa nha. Chơi đế và tàn. Đế và tàn rất là đẹp ha. Thân này em đo nha. 15. Tổng đế như thế này em đo 46. Toàn bộ cần thân này đều khai thác đế được hết nha. Tại vì nó còn phần đế nữa nên em không có môi khi mà vận chuyển ha. 20A. Đó, mã này em giao lưu với bà con mình là giá 750.000 đồng nha. Đó. Cái này em có số lượng luôn ha, bà con nào lấy thì cứ liên hệ em. Vô dây nên lá nó nhỏ dần lại nha bà con. Đây, tổng tàn như thế này em đo là 37. Cao thì 14. Dòm kỹ đế giùm em ha, khá là quái nha. Tổng đế như thế này 46 nha. Còn phần cũ này thì lớn ha. Đó, mã số 21A. Giá giao lưu với bà con mình là 700.000 đồng nha. Cần thân mã số 22A. Đó, cây này ôm chậu lỗ chí thâm rất đẹp nha. 40 là tổng tán. Cao là 20. Thân ở đây là 14. Đế này là 49. Rồi cây này giá giao lưu là 750.000 đồng nha. 22A. Bà con mình có thể liên hệ thẳng về số điện thoại của em để đặt hàng nha. 0939700449 ha. Clip hay phát lúc 12 giờ trưa nha bà con. Đó, cây cần thân này mã số 23A.
tổng đổ gì là 53. Cao này thì chắc khoảng 15. Tổng đế này là 50 nha. Đó, đế nó còn ẩn ở dưới nhiều lắm nha bà con. Bà con mình về khai thác thêm giùm em ha. Giá 650.000 đồng ship tới nơi nha. Em hỗ trợ ship đến tận nhà ha. Cây 24 cũng là cần thân luôn nha. Nhắc lại với bà con nào mới chơi cần thân á ha, thì cái này chỉ chơi dáng thế thôi chứ không có hoa nha bà con. 23 là cao. Tổng dài như thế này là 40 ha. Được cái này thì mất cái kia nha. Cần thân thì dáng thế khá là đẹp, cũ cũng khá là quái. Tổng như thế này là 32. Đó là em đo như thế này nè nha, cũ của nó này ha. Và giá giao lưu cây này em báo 700 ngàn nha. Ship tới nơi ha bà con. Cây cần thân mã số 25A. Cây này có chiều cao là 30 nha. 47 là tổng tán. Cây này nhỏ thân nhưng mà dáng khá là đẹp ha. Thân này là 11. Cũ ở đây là 20. Rồi cây này giá giao lưu với bà con mình là 650.000 đồng cho mã số 25A cần thân bonsai ha. 26A là cặp hồng ngọc mai nha. Còn có cái tên gọi khác là sơ ri thái ha. Mùi hoa của nó thì cũng có mùi hương nhẹ nha. Và trái chưa chín thì là màu xanh, trái chín rồi thì là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Cao như thế này em báo là 20 nha. Tổng tán nha, 22. Đó, chi tán người ta đã vô dây cho mình ha. Nó được cái nó nhỏ nhỏ nhưng mà đế này cũng khá là đẹp rồi ha. Rồi hồng ngọc mai mã số 26A giá 600.000 đồng một cặp nha bà con. Trái của nó thì bằng đầu đũa ăn ha. Đây, bên đây có cái trái nè. Rất là đẹp, rất là có duyên ha. Cao của cây này nha, 18. Chi tán thì người ta vô dây của mình cho mình trơn rồi nha. Về chỉ cần chơi thôi ha. Đó, tàn khá ấm nha. Đây, trái chính của nó ha. Trái quá trời luôn nha. Đây, bên đây đế cây khá đẹp nha. Và vàng tàn thì cái gì nè, người ta vô dây cho mình hết trơn rồi đó. Chỉ cần về sang chậu thôi. 600.000 đồng, mã số 27A. Hoặc là mình có thể trồng kết hợp thành tiểu cảnh được ha. Rồi mã 28A, đây là cây hồng ngọc mai lớn nha. Đế của nó sẽ phát triển thành như thế này ha. Rồi cây này có chiều cao là 24. Tổng cái tán này là 20 nha. Rồi tổng đế này là 26. Rồi cây này có giá giao lưu với bà con mình là 450.000 nha. 28A. Đến với mã 29A thì em về được vài cây bằng lăng rừng mini ha. Lũa nha bà con. 38 là cao, hàng lật nên sẽ lũa nhiều ha. Đây, chồi đó mọc mạnh rồi nha. Bà con mình về sang chậu thì đừng có động bầu giùm em ha. Đấy, rễ non nó đang ăn, cây đang phát triển nha. 66 là tổng cái hoành thân của nó nha. Rồi giá giao lưu cây này là 900.000 đồng nha. Cũng bao phí ship cho bà con mình ha. Rồi cái này thì bà con mình về có thể ghép được tường vi nha. Sẽ làm tăng giá trị của cây thêm ha. Và rất là xiên hoa nha. Rồi cây này có chiều cao là 34. Hàng này hàng mini ha, 30A. Đó, em đo tổng bệ nha. Tổng bệ như thế này là 60. 64 nha. 30A. Rồi cây này cũng giá 900.000 đồng ship tới nơi cho bà con mình ha. Phần lũa này thì không mọc chồi được nha. 31A. Đây tôi dịnh cho. 31A cây này cũng là bằng lăng rừng nha. Nhưng mà dạng này là dạng lá nhỏ ha. Đây khá là quái nha. Em đo cao. Cao từ đây tới mặt bầu là 57. Đó. Bà con giữ ẩm lên toàn thân giùm em nha. Cây nó sẽ hút ẩm, nếu không thôi nó khô là nó sẽ đâm chồi chậm ha. Tổng gì nha, ngang gì là 66. Cây hiện tại đã bao da nha. Và đảm bảo bao sống cho bà con mình ha. Rồi, quanh này là 66.
31A, giá giao lưu với bà con mình là 1.900.000 đồng ha. Bằng lăng rừng nha bà con, hàng khai thác nha. Người ta một clip thì em chỉ vô được vài cây thôi ha. Do hàng hơi nặng nên vận chuyển hơi bị khó á. Rồi 32A. Đây, cây bằng lăng nguyên bể lớn ha. Đây, cao như thế này em đo là chỉ có 30 nha. Đây, lá nhỏ ha. Bà con mình có thể trực tiếp ghép vào thân cấy da ha, hoặc là đợi chồi mạnh cái mình ghép từng vi được ha. Bể ngang như thế này em báo là 54. Đây, phần rừng khai thác hàng lũa ha. Lũa này bà con mình về có thể tạo lại hoặc là cứ để như vậy chơi bình thường nha. Rồi cây này có giá giao lưu với bà con mình là 1.200.000 đồng nha. Đến với những cái mâm cuối clip của em ha. Đây là mâm đồng quê nha. Trọng lượng của nó khoảng 1.2 kg đến 1.3 kg nha. Đường kính ha, đường kính là 51 gần 52. Lọt lòng của nó là 38. Mâm này là mâm tích đồng quê nha bà con. Có thể dùng trang trí để treo trong nhà ha, rất là đẹp. Các đường nét rất là tinh xảo nha. Phía sau ha, đây là cái móc treo tường. Đó, mâm này thì là tuổi đời khoảng mười mấy đến 20 năm nha. Và giá giao lưu với bà con mình là 1.100.000 đồng ha. Rồi mâm phước lộc thọ đem may mắn về cho gia chủ ha. Có phước, có lộc, có tuổi thọ luôn. Đường kính này là 52, 51 gần 52 nha. Báo chuẩn với bà con mình ha. Lọt lòng cũng 38 nha. Thì cái này nó dập khoảng có một kích thước một nha. Đó, phước lộc thọ. Đây là mặt sau của mâm nha. Đây là móc treo tường ha. Rồi mâm phước lộc thọ này thì em báo giá với bà con mình cũng đồng giá là 1.100.000 đồng, cũng bao gồm phí ship. Đây là mâm đồng nha. Đây cái mâm cuối clip ha. Đây là long lân quy phụng mâm tứ linh nha. Đó, đường kính của nó ha. Đường kính này là 60 nha bà con. Đây, ngược ha. Gì này nha bà con. Đó, phía sau rất là sắc nét ha, và rất là đẹp luôn. Mâm đồng luôn. Và giá giao lưu của cái này thì em báo với bà con mình là 1.500.000 đồng nha. Chữ này là chữ phước ha bà con. Đó, đây, dòm kỹ giùm em. Có nào không rõ thì cứ kêu em chụp hình lại nha. Và 1.500.000 đồng bao phí ship. Thì đây cũng là tác phẩm cuối clip của em. Thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình gần xa đã luôn ủng hộ cho em trong thời gian vừa qua. Và xin hẹn lại những clip tới ạ. Xin chân thành cảm ơn.